Hôn phách về nước bằng hộ chiếu của một nhà tư vấn đầu tư. Hơn một năm nay, hắn chẳng tư vấn cho ai được cái gì. Ấy vậy mà sống như ông Hoàng. Tôi chẳng phải công an kinh tế, cũng thừa biết hắn làm gì trong khách sạn của chú rồi. Anh ạ, mình kinh doanh khách sạn, có khách là mừng rồi. Nghĩa là chú thực sự không biết hắn làm gì. Thưa anh... Vậy mà có người nói với tôi rằng chú đang tham gia vào trò buôn ô tô quá cảnh với Pôn Phách. Anh nghe tin đồn nhảm ở đâu thế ạ? Việc nói là việc của người ta, việc nghe hay không là của mình. Không có chuyện ấy thì thôi. Đây là bản thiết kế của cái khách sạn định xây ở Nhật Yên. Thủ tục giấy tờ coi như đã xong, chú xem đi. Rồi ta bàn kế hoạch xây dựng càng sớm càng tốt. Để lâu, cái sảy này cái ung. Vâng, vấn đề là tiền vốn. Chú giỏi việc ấy lắm kia mà. Chào ông chủ tịch. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng tôi cần gặp ông Lý Hân gấp, mà ông lại đang ở đây. Sao cô lại đến đây? Việc của cô tôi đã hẹn giải quyết khi khác. Từ ngày tôi về, ông đã hẹn tôi 3 lần. Nhưng cả 3 lần ông đều đi vắng gấp. Lần này may quá, người ta chỉ cho tôi đến đây để tìm ông. Cô muốn giải quyết việc gì không? Kìa, ông Lý Hân, giới thiệu tôi đi chứ. Tôi nói cô về đi, rồi tôi sẽ... Tôi là bạn hàng của ông, chứ không phải người đến đây xin việc. Ông định bao giờ thanh toán hợp đồng với tôi, thì ông nói dứt khoát đi. Hợp đồng nào? Này, ông định đùa tôi đấy à? Thưa ông chủ tịch, chắc ông không lạ gì cái tên Kim Phụng. Tôi tùy ý về đây, không ngoài mục đích lấy lại cái phần vốn của tôi mà đã bị Hoàng Kim chiếm dụng. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông có biết việc này không ạ? Cô đừng tự làm hại cô đích cô Phụng ạ. Thế này cô Phụng ạ, việc của cô có lẽ là việc thanh toán hợp đồng mua bán rượu ngoại với khách sạn Hoàng Kim phải không ạ? Làm gì có hợp đồng nào thưa ông? Ông Lý Hân nói đúng, tôi là người buôn lậu. Hàng hóa chỉ trao đổi bằng chữ tín, chứ ít khi dùng đến giấy tờ. Buôn bán đòi hỏi sự cẩn trọng từ hai phía. Nhất là khi lượng hàng của chúng tôi nhập về cho Hoàng Kim, đủ để cho các ông trở thành đầu mối cung ứng rượu ngoại lậu lớn nhất miền Bắc. Tôi hiểu ý cô. Tôi hứa với cô sẽ thu xếp việc này ổn thỏa. Bây giờ cô cứ tạm về đi. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô trong thời hạn sớm nhất. Là bao giờ, thưa ông? Chắc không quá 10 ngày đâu. Được. Tôi đành tin vào ông chủ của cái công ty danh tiếng này vậy. Tôi chờ tin của các ông. Chào ông. Tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị ngay ngày hôm nay. Thật không thể chịu nổi. Để làm gì ạ? Tôi chán chú đến tận đây rồi. Hết Buồn Phách lại đến Kim Phụng. Công ty này không phải là chỗ để chú chơi những trò ma giáo. Trò ma giáo ạ? Nghĩa là anh muốn làm ăn đàng hoàng, muốn trưng ra cho thiên hạ biết anh có bao nhiêu vốn, có thể mua những gì và bán những gì. Và đương nhiên trong tình cảnh hiện nay, điều đó có nghĩa là công bố rằng Hoàng Kim đang trên bờ vực phá sản. Ngụy biện! Chú đừng có ngụy biện với tôi. Chú có thể bịp bợm với người nước ngoài, chứ không thể bịp bợm với tôi, với người đã vớt chú về từ đống tuyết ở Nga và bây giờ cùng bơi cùng chìm với chú. Nghe hay đấy. Nhưng tôi hỏi anh, nếu tôi bàn với anh những chuyện ma giáo này mà cứ nói thẳng ra là những trò buôn lậu, liệu anh có hào hứng không? Còn bây giờ chắc anh sẽ hỏi, vậy thì cái tiền lờ lãi từ cái trò ma giáo ấy đâu hết cả rồi? Xin thưa rằng nó nuôi cả cái hệ thống văn phòng khổng lồ của anh đấy. Bởi vì sòng phẳng mà nói, nếu không có cái vỏ ấy thì tôi không thể múa tay trong bị được.
Như thế là tôi đang cùng bơi cùng chìm với anh đấy chứ, phải không anh Dĩnh? Lẽ ra trong khi đó anh phải quan tâm đến sự thủy chung của người khác thì hơn. Anh Hai, nghe người ta nói chị Hai đã tìm gặp Đỗ Hùng, hình như bà ta đang tìm một cái phao khác. Chú để tôi yên. Gần 20 năm mới lại vào công viên này, buồn cười thật. Cảm ơn anh đã đến. Rất may là anh vẫn còn nhớ chốn này. Thủy không biết hẹn anh ở đâu cả. Ở nhà anh, sợ lại gặp khách bất thường. Có việc gì mà Thủy hẹn tôi gấp thế? Có đấy anh ạ. Lần trước gặp anh, Thủy đã nói với anh rằng hiện nay Hoàng Kim gần như đang nằm trọn trong tay của bọn Lý Hân. Bây giờ Thủy cảm thấy tình trạng còn tồi tệ hơn nữa. Lý Hân làm nhiều việc qua mặt Chu Dĩnh, quan hệ giữa họ đang rạn nứt rất lớn. Ví dụ? Lý Hân đã cùng với một người tên là Pôn Phách điều hành đường dây buôn ô tô quá cảnh mà không hề báo cáo lại với Chu Dĩnh. Pôn Phách à? Tôi có nghe đến tên người này, nhưng ông ta là nhà tư vấn đầu tư cơ mà. Thủy không rõ lắm, chỉ cảm thấy việc Lý Hân làm có vẻ mờ ám thế nào ấy. Chú Dĩnh gọi thẳng đó là buôn lậu. Anh Hùng, làm thế nào để cứu Chu Dĩnh bây giờ? Thủy không thể bỏ mặc ông ấy. Nếu bỏ mặc, Lý Hân càng làm bệnh, Chu Dĩnh sẽ càng mắc sâu vào vòng tội lỗi. Chỉ còn một cách duy nhất, tách Chu Dĩnh ra khỏi Lý Hân càng sớm càng tốt. Lần trước tôi đã nói với Thủy điều này rồi. Ngoài ra, nếu có thể, cố tìm cách tách một phần tài sản của công ty ra khỏi tầm quản lý của Lý Hân. Việc này là để cứu Chu Dĩnh, cứu cả Thùy nữa. Cứu Thùy? Đúng thế. Nếu Hoàng Kim sập tiệm hoàn toàn, tôi sợ rằng Thùy sẽ quay trở lại điểm xuất phát của hơn 10 năm trước đấy. Và sẽ chẳng còn ai chia tay ra với Thùy như hơn 10 năm trước. Tôi phải cảm ơn anh một lần nữa rồi. Còn một điều này, tôi nhất thiết phải nói nốt. Nếu anh quyết diệt bằng được Lý Hân, thì anh nhất thiết phải thâm nhập bằng được vào câu lạc bộ tỷ phú. Còn bây giờ, vĩnh biệt. Cậu nhớ lấy đầy đủ số liệu cho mình nhé. Anh yên tâm đi, tôi đi đây. Ừ. Hùng đi à? Chào anh. À, may quá. Cậu xem và nhận xét hộ tôi bản phóng sự của công tác viên ở Thái Nguyên vừa gửi về. À, sắp tới cậu định viết cái gì đấy? Thế cái bài viết về đồng bằng sông Cửu Long của tôi, anh đã đọc chưa? Đọc rồi. Sẽ dùng vào số tới. Là tôi hỏi việc tiếp theo cơ. Việc tôi làm, các anh có thích đâu. Tốt nhất là có việc gì, các anh cứ sai, đi xa cũng được. Như thế nhẹ đầu hơn nhiều. Cái giọng ấy không đúng với suy nghĩ của tôi về cậu một chút nào cả. Thế anh phải cho tôi là ở cái giọng nào? Cái vụ Hoàng Kim ấy diễn biến ngày càng phức tạp, mà báo chí thì cứ như đuôi như điếc ấy. Chính vì nó đang diễn biến phức tạp, cậu là báo già đời rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính nôn nóng.
báo chí chỉ có thể lên tiếng khi có những dữ kiện đầy đủ. Nếu không, cậu sẽ bị kết tội là kẻ hồ đồ. Nặng hơn nữa là tội vu khống. Ra tòa chưa biết chừng. Tôi thấy tôi có quá đủ dữ kiện. Chẳng qua các người muốn yên thân. Tại sao lại không? Trước hết, phải biết tự bảo vệ mình đã. Sau đó mới tấn công kẻ khác. Cậu như một con bò tót, chỉ biết húc mà không biết phòng bị. Khoan để tôi nói nốt đã. Tôi biết cậu có rất nhiều tài liệu về vụ việc này, nhưng hãy tạm cất nó đi đã. Trong lúc chờ cơ hội giao đấu thực sự, cậu phải làm giúp tôi một việc. Việc gì? Lại đi xa chắc? Chẳng đi đâu cả. Cậu hãy giúp tôi vượt cô Ngọc Diệp lên. Kim Chi đi rồi, phóng viên trẻ, chỉ có mỗi mình cô bé ấy. Mà nó lười quá. Hoặc là anh đánh giá tôi quá cao, hoặc là anh đánh giá cô ấy quá thấp. Ngọc Diệp không phải là người dễ điều khiển đâu. Hơn nữa, nói thật với anh, dù thế nào thì tôi cũng không dẹp cái vụ Hoàng Kim ấy đâu. Tôi không muốn nhìn thấy nó chết khi còn có thể cứu được. Tôi cũng đoán được là tại sao cậu lại nôn nóng vụ việc này đến thế. Nhưng tôi nghĩ đây là giai đoạn mà công an kinh tế phải vào cuộc. Còn cậu, cậu phải có nghĩa vụ với tòa báo là đào tạo cho tôi một phóng viên mới. Khoan đã, anh vừa gợi cho tôi một ý rất hay. Ừ. Công an kinh tế. Chà, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? À, còn vụ cô Ngọc Diệp, anh yên tâm đi. Mấy môn thi kỳ trước cậu có đỗ cả không? Có chứ. Mình về trước nhé. Đấy. Bạn mình đến đón kìa. Đợi lâu chưa? Đẹp trai thế. Thảo nào mãn đi ra. Nhờ xe. Chứ không đi bộ về à? Được rồi, tạm tha. Bây giờ đen ở đâu đây? Tao mới lĩnh nhuận bút. Hôm nay tao khao. Đi. Tao mới có một chỗ hay lắm. Đi. À, thế là xong khoản nhuận bút cho một tin sáng rồi. Chị ạ, hai chị dùng gì ạ? Cho hai suất đặc biệt, thêm hai soda chanh. Dạ vâng. Đặc biệt là gồm những gì? Rồi mày sẽ biết. Tao mượn xe của mày nên lo đi đón vì sợ mày không nhờ ai được. Nhưng vẫn còn một việc nữa chị ạ. Việc gì? Việc Đỗ Hùng. Lâu nay mày có gặp ông ấy không? Không. Hay lại khoái cái anh chàng đẹp trai vừa nãy rồi? Vớ vẩn. Không phải chuyện đùa đâu. Nếu như mày còn yêu ông ấy, tao tưởng mày vẫn còn đang thử cái đũa thân của mày. Không phải là tao, mà là một quý phu nhân cơ. Đồ ngốc ạ. Ý mày định nói là bà Chu Dĩnh? Dạo trước tao cứ tưởng mày ghen bóng ghen gió. Bây giờ thì chính tao đã chạm trán với bà ta ở nhà Trang. Sau đó họ còn hẹn hò nữa. Mày nói dối. Mày đưa tao chìa khóa xe đây. Để làm gì? Cứ đưa đây. Đến đúng lúc thế, đi ăn cơm trưa với anh đi. Có chuyện gì thế? Việc học hành thế nào? Em không học hành gì nữa đâu. Ừ hay. Anh bảo em cứ yên tâm đi học, đừng gặp gỡ anh Hùng trong thời gian này. Thường để làm gì, hóa ra là để cho người ta đến. Người ta nào?
đến đâu? Anh không biết thì còn ai biết nữa. Ôi giời. Thôi nào, em cứ làm rối tinh cả lên, anh chẳng hiểu cái gì hết. Mà thằng Hùng đã đi miền Nam ra đâu? Có thật là anh chưa gặp anh ấy không? Một tháng trở lại đây, anh mà gặp nó thì cái bóng điện kia nổ vào mắt ấy. Khiếp, anh chỉ nói vớ vẩn. Bây giờ thì nói cho nó ra đầu rồi đuôi xem nào. Anh ấy về rồi và đã hẹn người ta đến nhà. Chính mắt cái Diệp trông thấy. Người ta, người ta là ai? Là bà Chu Dĩnh, chứ còn là ai nữa? Mai Thủy à? Thằng này, anh sẽ tóm gây nó để rồi xem nó sẽ trả lời anh thế nào. Chờ anh một tí nhá, anh xin lỗi nhá. Mày về bao giờ thế? Tao về mấy hôm rồi. Tao hẹn thằng Thành ở đây, nó đến chưa? Chưa đến. Mà sao hai đứa chúng mày hẹn nhau ở đây không nói với tao một tiếng? Bây giờ tao bận khách rồi. Ai chả, phải hiểu chuyện này thế nào. Này, con lạy bố, bố sang cuốn bia, ngồi chờ con. Khi nào thằng Thành đến, con sẽ đưa nó sang hầu chuyện bố được chưa? Ok. Thằng bạn đến rủ đi uống bia. Còn chuyện của em, nhất định anh sẽ làm cho ra nhẽ. Có gì tôi sẽ thông tin lại cho. Anh nhớ đấy nhá, đêm nay mà mất ngủ là sáng mai em không đi học nữa đâu. Cảm ơn. Kia rồi, mời ngồi. Em ơi, hai bia. Theo tôi hiểu thì quá cảnh là một thủ tục thương mại hợp pháp. Sao Mai Thuyền lại cho là họ buôn lậu? Cô ấy nói đúng. Theo tôi được biết, hiện nay nhà nước mình vẫn cho phép thực hiện các dịch vụ trung chuyển hàng hóa vào một nước thứ ba. Nhưng hiện nay chỉ có 3 công ty được phép tiến hành dịch vụ này, trong đó chắc chắn không có Hoàng Kim. Như vậy hàng ô tô quá cảnh của Lý Hân có lẽ là hàng đánh từ Campuchia sang, thay biển giả rồi đưa thẳng lên biên giới Việt Trung. Ở đây hàng sẽ lại được bán lậu qua biên giới một lần nữa. Vậy thì Quân Phách giữ vai trò gì? Tôi cũng chưa rõ. Có lẽ Phách có mối trực tiếp từ Thái Lan đưa sang, hàng từ Thái Lan đưa qua Campuchia rồi mới vào ta. Nếu đúng như vậy thì phi vụ này sẽ mang lại cho mối lợi nhuận khổng lồ. Theo tôi, câu lạc bộ của Lý Hân đúng là một cái ổ nhện nhện. Tôi sẽ giới thiệu với anh một người bên công an kinh tế. Cần phải lo vào câu lạc bộ ấy thì mới mong phá được ổ nhện này. Một người mới, tôi sợ sẽ phải mất nhiều thời gian. Hoàng Kim như một cái nhọt sắp vỡ. Nếu không giải quyết sớm, hậu quả sẽ không lường được. Tôi biết một người sẽ giúp các vị được việc này, nhưng ông phải trả lời tôi một câu. Vâng, tôi nghe. Tôi hỏi thật ông, bà Mai Thủy đến gặp ông chỉ để thông báo tin tức hay còn nghĩa là hai người có dụng ý gì khác không? Tại sao tự dưng ông lại quan tâm đến chuyện đấy? Thì cứ trả lời đi. Không, không, và không. Cô ấy là một người đàn bà đức hạnh, và tôi cấm ông không được hỏi về cô ấy bằng cái giọng như thế. Tôi không biết cô ấy có yêu Chu Dĩnh hay không, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng cô ấy sẵn sàng chết vì ông ta. Thế thì được. Không thế thì sao? Cậu ấy mà có sai trái gì, tôi sẽ vì kim chi mà trả đôi cậu ra. Đồ vô tâm ạ. Thôi được rồi. Còn thông tin của anh là thế nào? Ai có thể vào câu lạc bộ ấy nhanh nhất? Ngọc Diệp.
Sao này ngoan thế? Ăn gì chưa? Cháu ăn rồi. Phát bội thực vì phải ăn một lúc hai suất. Đại đào sắp phải quốc bộ về nữa chứ. Alo, Hùng hả? Có. Hùng gọi. Gọi cháu? Ừ. Chết rồi, chắc con bé kia nó phá Hùng ấy. Chú bảo cháu không có đây, đi nhanh. Nhưng ta nói có rồi. Chết cháu rồi. Alo. Dạ, chiều nay ạ? Anh hẹn em hay còn ai khác không? Một mình em ạ. Vâng. Bác ạ. Đây là sáng kiến của ai? Dạ... của con. Ừ. Của con thì được. Vì con đến đây là để thực tập, cho nên nghĩ ra được điều gì thì cũng tốt thôi, còn hơn là ngồi không. Còn hai anh, theo đúng lịch trình công việc thì tuần tới phải có mẫu để đưa vào sản xuất. Ngày mai tôi xem được chưa? Bố... bố không muốn, và cũng không đủ sức phiêu lưu. Mặt hàng gấm lụa này không thể đưa những họa tiết phá cách của con vào được. Nhưng tháng nào bố cũng cần những mẫu mới để tung ra thị trường. Nếu cứ quanh co với những họa tiết cũ kỹ này thì rồi đến lúc... Không bàn. Nếu con muốn thử nghiệm, bố cho con mượn mấy cái xưởng dệt thủ công. Nhưng đừng cứ hy vọng, bố sẽ chu cấp vốn. Alo. À, Phụng hả? Bao giờ? Tối nay à? Được. Phụng đến câu lạc bộ trước hay là cùng đi với tôi? À, đợi nhé. Thôi đi Hương, người lớn, chuyện làm ăn đấy mà. Em báo hại bọn anh rồi, từ giờ đến sáng mai lấy đâu ra mẫu mới đây? Nhái lại mấy mẫu cũ, mô ly phê đi một tí, gì mà không làm được, để tôi làm cho. Nhà này hay thật đấy, con gái thì giờ này vẫn chưa về, còn ông bố thì chỉ lướt qua về nhà tắm rửa thay quần áo cho thật kẻn rồi lại sắp biến. Có ai cần đến bữa cơm của tôi nữa đâu. Anh đã báo với em từ trước khi anh về là anh không ăn cơm chiều. Em còn lạ gì nữa, làm ăn buôn bán. À mà lúc nãy em nói là con Hương chưa về à? Có mà về, mọi khi chiều nào cũng về nấu cơm giúp mẹ. Kiểu này rồi lại sắp bận bịu giống cha rồi đây. Nó đi đâu nhỉ? Làm sao mà tôi biết được. Úi giời ơi. Anh thích ăn kèm nhiều mứt hay ít? Anh sao thế? Thôi, dẹp mọi chuyện lại, ăn cho ngon miệng đã. Dẹp, anh muốn hỏi em một việc. Để ăn xong được không anh? Trời đánh, tránh miếng ăn mà. Thôi được rồi, anh hỏi đi. Nghe nói dạo này, em hay đến Hoàng Kim lắm phải không? Và em vẫn gặp Lý Hân, đúng không? Em cười cái gì? Rồi ạ, em lại tưởng anh sắp xử chàm em với chuyện khác cơ. Chuyện gì? Không biết thì thôi. Quay trở lại chuyện này, nếu đúng thế thì sao? Em đang chơi cái trò gì đấy? Em thân thiết với anh mà lại đi thì thụt với họ. Trong khi đó em thừa biết giữa anh và họ đang ở hai chiến tuyến đối nghịch. Thế thì sao chứ? Em rong chơi mà. Nói dối. Em đang chơi trò ác răng đúc. Rất tiếc là anh chưa mua được một tin tức nào của họ từ em. Nếu anh muốn, em sẽ bán cho. Có điều, anh không đủ tiền để trả đâu. Để xem đã. Anh chỉ lạ một điều là em thân thiết với Kim Chi đến thế. Em cũng được đào tạo như cô ấy, cũng được giáo dục về đạo đức của người làm báo. Thế mà tại sao... Anh lại bắt đầu giảng đạo đức cho em đấy à? Thưa thầy, mọi điều thầy nói đều đúng, trừ một điều cốt tử. Đó là em đây không hề giống Kim Chi ở hoàn cảnh sống.
Em là một đứa ngoại tình. Để tồn tại ở thành phố này, em phải chấp nhận nhiều điều, cũng như phải đánh đổi nhiều thứ khác. Thôi đi. Em định đổi cái gì? Để lấy cái gì hả Diệp? Đừng tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình bằng những trò phiêu lưu ngu ngốc kia nữa. Nghề làm báo cho chúng ta một vũ khí lợi hại, đó là cây bút. Hãy làm sao viết ra những điều để mình không phải hổ thẹn với chính mình. Nói lý do cuộc du hí này được chưa? Đã là du hí thì cần gì phải biết lý do. Xin phép ông bà dùng gì ạ? Cho hai cốc tay như cũ nhé. Vâng. Alo, con bé về chưa em? Chưa. Khi nào nó về bảo nó gọi điện cho anh nhé. Con bé nhà tôi độ này nó dở chứng quá. Con gái mới lớn hay thích thử uy lực của mình. Từ từ rồi nó sẽ dịu lại thôi. Để tôi. Xin mời ông. Cảm ơn. Nếu ông Ngọc gọi buổi tối hôm nay là một buổi tối du hí thì ông Polvach đây chính là người sẽ làm cho buổi tối du hí có trọng lượng hơn đấy. Giới thiệu với ông, đây là ông Chu Ngọc, bạn thân của tôi từ tuổi niên thiếu. Tôi cũng xin tự khoe, tôi đã từng biết đến tiếng tăm của ông Chu Ngọc. Với tư cách là em trai của ông chủ công ty Hoàng Kim lừng danh và hiện đang là chủ công ty dệt, có biểu đồ sản lượng chỉ tăng chứ không bao giờ giảm. Ông quá lời rồi. Tôi chỉ có một xưởng dệt nhỏ, trên sản phẩm còn chưa có nhãn hiệu riêng. Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Tôi biết chắc người họ Chu có tài kinh doanh bẩm sinh, cho nên ông không thể chỉ làm ông chủ nhỏ, trong khi số phận đã định rằng ông phải là một doanh nhân hàng đầu. Ông Pô nói đúng đấy Ngọc ạ. Không làm thì thôi, đã làm ấy thì phải làm cho tới. Hôm nay tôi mời Pôn Phách đến đây là để bàn cách mở rộng sản xuất cho công ty Quỳnh Hương. Cảm ơn. Tôi biết ông đang làm dịch vụ tư vấn đầu tư, nhưng quả thật có lẽ chúng tôi chưa đến lúc phải dùng đến dịch vụ này. Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn thu hồi vốn ban đầu. Đừng quan tâm đến vấn đề vốn, việc đó để Phụng lo. Quỳnh Hương có một số đất đai ở ngoại vi thành phố, là nơi có thể xây dựng nhà xưởng được. Như ông Pôn biết rồi đấy, các công ty nội địa thường thích chọn cái phương thức mua thiết bị trả chậm. Tôi muốn ông quan tâm đến hướng này. Lệnh của Phụng là lệnh của Chúa Trời mà. Thôi, lần đầu làm quen thế, ông nên về với các bạn của ông đi. Bà nổi cơn đầu tư từ bao giờ thế? Tôi quyết định sẽ định cư hẳn ở đây. Hả? Ngọc nói đúng, đi mãi cũng chẳng để làm gì. Tôi sẽ bán ngôi nhà Ý, mang tiền về đầu tư trong nước. Catalo đến, chúng ta sẽ cân nhắc xem nên dùng thiết bị của hãng nào. Cái tay Pôn Phách này tôi thấy bất hảo thế nào. Tôi cũng có làm ăn bén vài vụ ở Mỹ và ở Ý nữa, mà giáo lắm, nhưng không thoát khỏi tay tôi được. Nào, uống cho dự tính của chúng ta thành công. Xưởng theo này vận hành được bao nhiêu phần trăm công suất? 100%.
Tôi chủ trương đầu tư gọn nhẹ, tận dụng tối đa công suất máy. Ông bố, mày giỏi thật đấy, hành hạ bố mẹ như thế à? Con đang làm việc chứ có hành hạ ai đâu. Thế thì tại sao không gọi điện về nhà? Con không đi khỏi tầm mắt của bố đâu. Đằng nào sáng mai bố cũng nhìn thấy con. Ai cho mình đi qua đêm? Cái gì cũng phải bố cho phép mới được làm. Ngay cả khi con không làm sai trái cái gì, bố cũng ra trưởng không khác gì bác cả. Nhưng con không giống bác Tùy, không giống mẹ. Con đã tốt nghiệp đại học rồi, con phải có quyền tự quyết tối thiểu chứ. Quyền tự quyết à? Ông Ngọc, ông về đi kẻo bà ấy lo đấy. Để tôi ở đây với tụi chúng nó được rồi. Nào, thôi về đi. Con mấy cái, để nhân viên người ta thấy cảnh này không hay đâu. Thôi về đi. Bọn cháu làm sắp xong rồi. Chúng cháu cũng nhắc Quỳnh Hương về sớm, nhưng cô ấy... Cô Phụng là cổ đông lớn thứ hai trong công ty sau bố mình. Hai người có vẻ khá hợp nhau về gu thẩm mỹ đấy. Nhưng về kinh nghiệm thị trường thì chắc là khác. Mẫu này khá đấy chứ. Bố cháu lại không thích đấy ạ. Tại sao? Trên gấm lụa không ai sử dụng loại hoa văn này. Cháu định xử lý như thế nào? Dạ, Hương định đưa vào máy dệt thủ công để thử nghiệm. Nhưng giá thành cao quá, mà bọn cháu lại không có vốn ạ. Các cháu dự định cần khoảng bao nhiêu? Khoảng vài chục triệu ạ. Cô muốn có mấy bộ dạ hồi bằng vải gấm hoa văn này. Bố cháu bảo trong giới doanh nghiệp cô là người ăn mặc xanh nhất. Còn để xem có thể coi cô là một doanh nghiệp không đã. Quả thật về cái sự ăn mặc thì cô hơi khó tính. Ở châu Âu đồ may sẵn không hợp với cô, mà đi may ở tiệm thì rất là đắt. Cô thường phải mua vải, tự thiết kế trang phục cho mình đấy. Chắc là bộ này cô tự thiết kế lấy ạ. Hay quá, nhân tiện cô xem hộ cháu mẫu này với. Cô xem hộ cháu mẫu này với ạ. Thôi được rồi, tất cả những việc này để đến mai nhé. Vâng. Bây giờ muộn rồi, cô phải đưa Hương về. Thôi, Hương về với cô luôn đi, bọn này về sau cũng được nhé. Nhưng bố cháu... Không sợ, có cô đây rồi, bố không đánh đòn đâu. Cô, sao cô có uy lực với bố cháu thế? Về thôi, tao ngại lắm. Không ngại ngần gì cả, mày đứng đấy. Hai cô hỏi ai ạ? Chúng tôi hỏi chị Mai Thùy, chị có nhà không? Các cô có hẹn trước không ạ? Không, chúng tôi có hẹn hôm nay tới, nhưng không hẹn đích xác mấy giờ. Mà chị vẫn có thói quen hỏi vận khách của bà chủ như thế đấy à? Ấy chết, không ạ, chỉ là vì bà chủ tôi hôm nay không có nhà. Thế bao giờ họ về? Cũng chưa biết ạ, sáng sớm hôm nay ông bà chủ tôi đi nghỉ mát ở xa. Có nói là hàng ngày sẽ gọi điện về, nếu hai cô nhắn gì. Cảm ơn chị. Đi thôi Diệp. Khoan đã. Khi nào bà chủ về, nhờ chị nói lại là có cô Kim Chi, bạn cũ của bà ấy đến chơi. Thế thôi. À này, nhớ nói riêng với bà chủ thôi nhá. Nếu bà chủ gọi về tôi sẽ nói ngay. Được rồi, cảm ơn chị. Chào hai cô ạ. Chào chị. Bắt cả công mượn xẻ. Lên thôi chứ nhìn gì nữa. Đây là bài viết của cháu hôm qua, chú biên tập giúp cháu thế ạ. Đợi tôi một chút. Vâng. Ông chuyển vào cô sang có việc gấp đấy. Thế ạ? Nhưng tôi có đôi điều muốn nói với cô đây.
Điều này cô có thể nói lại với ông Chuẩn cũng được. Mặc dù cô có vẻ như được ông ấy bảo trợ, nhưng tòa báo vẫn là một tòa báo, và một phóng viên thì phải có bài đăng. Vài mục tin của cô tôi nhớ là đã sử dụng trong các số tháng trước rồi. Nhưng cô ấy đang làm việc với tôi, anh Luận ạ. Tôi nhớ là đã được anh phân công giúp đỡ cô ấy. Tôi tưởng cậu từ chối. Diệp này, tối qua anh có việc quan trọng nhé. Tôi bấm điện thoại rồi đấy. Cô nói chuyện với ông Lý Hân đi. Từ sáng tới giờ ông ấy gọi điện đến đây 2 lần rồi đấy. Alo, Diệp nghe. Vâng, chào anh. Vâng, lúc nào ạ? Trưa nay cô đến khách sạn đi. Tôi sẽ bảo Nguyễn Chuẩn gọi xe cho cô. Ta sẽ vừa ăn trưa, vừa nói chuyện. Tại sao không phải là bây giờ? Diệp không muốn mất tự nhiên trong lúc ăn. Bây giờ tôi còn phải đi gặp ông Dĩnh, có chút việc. Gặp ông Dĩnh? Làm sao mà anh có thể gặp ông ấy được? Vợ chồng ông ấy đi nghỉ mát sáng nay rồi. Nghỉ mát? Cô chuyển máy cho Nguyễn Chuẩn giúp tôi. Alo. Ông Chuẩn hả? Ông gọi xe đưa cô Diệp sang câu lạc bộ ngay bây giờ nhé. Vâng. Khá thật đấy. Có gì đâu. Yên tâm, tôi sẽ không ăn mất miếng nào của anh đâu. Cô về sửa soạn gì thì sửa soạn đi. Tôi gọi xe rồi đi luôn đấy. Mà hí hởn nó vừa vừa thôi. Không dễ sơi như cô tưởng đâu. Không thể tin được. Sao bỗng nhiên họ lại rủ nhau đi nghỉ mát? Định hưởng tuần trăng mật tối già chứ. Đấy là bài học để chữa chồng cái thói quen coi đàn bà là số 0. Với cô, tôi chưa bao giờ dám coi là con số 0 cả. Nào, xin mời. Sao thế? Tôi nghĩ ông mời tôi đến đây để bàn về công việc. Đúng thế. Vẫn là công việc trước đây mà ông Chuẩn đã giao cho cô. Cô đã làm, nhưng mà chưa xong. Chúng tôi cần tập tài liệu của Đỗ Hùng. Ông nghĩ là tôi sẽ làm được à? Cô làm được, nếu như cô thực sự muốn làm. Ông đưa cho cô cái điện thoại di động, tôi cần liên lạc thường xuyên. Đã đăng ký số máy với bưu điện, cước phí công ty sẽ thanh toán. Cảm ơn. Có điều này tôi nghĩ các ông cần lưu ý. Từ ngày ấy đến giờ, có lẽ tập tài liệu đã được sao thành nhiều bản. Có thể nhiều người đã có nó. Lấy được một bản có ý nghĩa gì không? Có. Nhất là sau khi Mai Thủy đã gặp Đỗ Hùng, tôi không muốn bị người đàn bà khó lường ấy qua mặt. Thôi được, tôi sẽ cố thử xem. Có điều tôi nghĩ ông không nên quá coi trọng vụ vợ chồng ông Dĩnh đi nghỉ mát vào thời điểm này. Bà vợ trẻ có thể làm cho ông ấy ít quan tâm đến công ty. Mà hình như đó chính là điều mà ông muốn thì phải. Đúng là cái đồ ma xó. Bữa cơm nào em nấu cũng ngon quá. Kiểu này anh nguy đến nơi rồi. Chẳng qua là em thay mặt Kim Chi. Thân em đúng là cốc mò cò sơi. Nào, nói gì thì nói đi để em còn về. Diệp này, anh định nhờ em một việc. Có thể nhận thấy rõ, người điều hành Hoàng Kim hiện nay thực chất là Lý Hân. Em có thể làm cho hắn tin cậy được không? Tất nhiên, nếu trả giá quá đắt, em có thể từ chối. Anh coi thường em quá, đồng thời cũng đánh giá quá thấp Lý Hân.
Hân không phải là kẻ hám gái, còn em cũng không dễ dàng bán mình đâu. Anh không định nói thế. Em biết anh định nói gì. Em có thể làm được việc anh yêu cầu với một điều kiện. Em nói đi. Cho em một bản photo những tài liệu anh đã có về Hoàng Kim. Anh ngờ nghệch hơn em tưởng. Thực ra những gì anh biết về Hoàng Kim, Lý Hân phải biết rõ hơn anh. Nếu anh ta có nắm được một bản sao thì cũng không hại gì đến anh được. Nghĩa là em cần cái đó cho chính Lý Hân à? Lý Hân cần nó không chỉ là để đối phó với anh, y muốn đối phó với cả Chu Dĩnh nữa. Sao em biết? Em cảm thấy, chứ chưa hẳn đã biết. Gần đây có vẻ như có nhiều việc Lý Hân muốn giấu Chu Dĩnh. Chắc chắn trong đó có những việc mà anh đã nắm được. Khi hắn biết là Mai Thủy đến gặp anh thì hắn sợ. Chắc là em bán cho hắn cái tin ấy chứ chẳng sai. Việc Mai Thủy đến nhà anh, ngoài em ra có ai biết đâu. Thế anh tưởng tự nhiên Lý Hân tin em chắc. Nào, có dám lấy độc trị độc không? Thôi được rồi, sáng mai đến cơ quan anh đưa cho. Nhớ đánh số vào, số 2 chẳng hạn. Sao lại phải đánh số? Em bảo thế nào thì cứ làm thế ấy đi, chỉ tốt cho anh thôi. Em về đây, ngủ ngon. À, em còn tin này nữa cho anh. Vợ chồng Chu Dĩnh đưa nhau đi nghỉ mát rồi. Sự cố này có nằm trong kế hoạch của anh không đấy? Đi nghỉ mát lúc này à? Để làm gì nhỉ? Có gì đâu anh. Anh biết. Tự nhiên em rủ anh đi nghỉ mát thế này, chắc là muốn nói một điều gì đó. Có. Nhưng mà... Đừng ngại. Chúng mình đã có những ngày thật hạnh phúc. Anh ạ. À, em nghĩ... có lẽ chúng mình cần phải ly dị. Ly dị? Vâng. Em muốn được chia một phần tài sản. Và phần tài sản em muốn
là toàn bộ xưởng may mà anh lập ra trước khi có Lý Hân. Thằng cáo già. Tôi không khoái lắm cái lão Nguyễn Chuẩn của ông. Hắn làm sao? Lão ta theo dõi tôi như mật thám ấy. Ông ra lệnh cho lão làm thế với tất cả các nhà báo mà ông đã bảo trợ à? Không bao giờ. Cô cầm cây này. Từ nay cô thay Chuẩn làm giúp tôi cái công việc mà hắn vẫn làm. Nghĩa là thường xuyên giữ liên lạc với những người có tên trong danh sách này. Và khi công ty cần thì tổ chức những đợt sóng báo chí. Mời vào. Biếu anh hộp thuốc để anh bồi dưỡng. Nhân tiện tôi muốn hỏi anh một việc. Tôi nghe nói anh cho gọi Đỗ Hùng. Nếu anh sử dụng phóng sự của hắn thì tôi e rằng anh lạc hậu mất rồi. Này, tôi có còn là tổng biên tập ở đây nữa không? Chuyện ấy sao anh lại hỏi tôi? Tôi chỉ muốn nhắc anh, những chuyện hệ trọng như thế anh đừng tự quyết định một mình. Có anh có em, bàn bạc vẫn hơn anh ạ. Cảm ơn. Thôi chào anh, tôi về để anh còn làm việc. À, Mía Đường Thanh Hóa mời dự tổng kết kế hoạch 5 năm của họ. Tôi đã báo Ban Kinh tế cử Đỗ Hùng đi để viết một bài phóng sự dài. Giờ này chắc là tới Thanh Hóa rồi. Anh đừng chờ nữa, mất công. Này, mày gọi tao ra đây, sao lại im như thóc thế hả? À, tự nhiên tao thấy cần có một người đi bên cạnh. Thế thôi. Sao Hùng đi Thanh Hóa đột ngột thế nhỉ? Trời ơi, đến lượt mày cũng thấy bơ vơ khi ông ấy đi vắng rồi à? Không phải thế, khỉ ạ. Tao có một việc muốn hỏi ông ấy. Thế tao không giải đáp được à? Không ai ngoài ông ấy. Dạo này mày cứ bí hiểm thế nào? Cái con này vớ va vớ vẩn. Cái này. Alo. Vâng, tôi Diệp đây. Vâng, tôi đã liên lạc được với vài người rồi. Tất nhiên là sẽ tiếp tục. Vâng, chào ông. Úi cha, điện thoại di động ở đâu ra đấy? Hỏi làm gì? Để tao ghi số, khi nào cần tao gọi. Đừng gọi cho tao vào máy này. Xưa nay bọn mình vẫn tìm được nhau, có cần máy di động đâu. Thế anh Hùng thì gọi được chứ gì? Anh Hùng càng không. Có lẽ tao phải ăn nhiều chất cay, đọc nhiều chuyện trinh thám thì mới hiểu được mày. À, mày có thể giúp tao một việc. Những người này có lẽ mày đều biết cả. Mày làm thế nào để chắc chắn hộ tao họ có sử dụng số mobile này không? Hai ngày nay tao liên lạc mãi mà không được. Nhớ là khi tiếp xúc chớ có hở tên tao ra. Chuyện gì nữa đây? Mày định kết nạp tao vào đường dây gián điệp của mày à? Cái con này. Thôi được, tao sẽ giúp mày mà không tra vấn gì hết. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Mày phải quản lý chặt chẽ ông Hùng cho tao, nhưng cấm được sờ vào hiện vật. Thế còn chị Mai Thùy, ai quản lý? Tao. Nhớ nhá. Tôi bây giờ đi ăn kem Mỹ. Tao không. Có vẻ hợp với mình đây.
Hơn 2 triệu đô. Ông có lãng mạn quá không đấy? Sao? Có vẻ ngán rồi hả? Nhưng người khơi mào ra chuyện này là bà đấy nhá. Tôi nghĩ là ông sẽ chọn một phương án như là mình đã làm. Tức là mua một lô thiết bị cũ. Đã không làm thì thôi. Nhưng đã làm là phải làm cho tới luôn. Mua thiết bị cũ chỉ là giai đoạn ban đầu. Bây giờ đã đến lúc tôi muốn có một nhà máy dệt hiện đại, tuy rằng chỉ là quy mô vừa thôi. Sao hôm trước gặp Pôn Phách, ông có vẻ ngần ngại thế? Tôi không tin hắn, và tôi cũng không cần hắn. Đây là các tài liệu của các hãng gửi cho tôi để chào hàng đấy, nhưng tôi chưa trả lời hãng nào cả. Tại sao đến giờ ông chưa làm? Tôi chưa kịp bàn với Phụng, thì Phụng đã lao vào trò chơi bất động sản rồi. Tuy vậy, bây giờ tôi quyết định sẽ làm. Tất nhiên là bằng phương thức trả chậm. Tôi đồng ý với phương án của Ngọc, là sẽ bán bớt đất đai đã mua, kể cả ngôi nhà ý nữa. Đó sẽ là vốn bảo hiểm cho vụ đầu tư này. Nhưng đổi lại, ông phải chấp nhận với tôi một điều. Điều gì? Ông cho Quỳnh Hương nó thành lập một công ty thời trang riêng đi. Bà bị nó thuốc rồi. Xem kìa. Chả trách nó bảo là ông gia trưởng. Ông cũng không phải lo bỏ vốn cho nó đâu. Việc ấy để tôi lo. Thế thì bà còn hỏi ý kiến tôi làm gì? Vì nó là con gái của ông, đương nhiên nó phải hỏi ý kiến ông rồi. Bởi chất liệu chính mà nó định khai thác lại là sản phẩm gấm lụa của cha nó. Lãng mạn nhỉ. À, nghe trộm hả? Đấy, tao giao mày cho cô ấy đấy. Cô cháu muốn làm cái gì thì làm. Thôi đi đi, tôi phải xuống xưởng đây. Bố, hoan hô bố. Đi, mình đi cô nhá. Càng ngày cháu càng thấy uy lực của cô thật là ghê gớm. Cô có biết bọn trẻ mới tập tuệ làm ăn như cháu nhìn cô như thế nào không? Bọn cháu gọi cô là phù thủy trên thương trường. Thế cháu có định làm phù thủy giống cô không đấy? Cô này. À, sao mình không ngồi đây đi nhỉ? Vâng ạ. Cháu không biết là cháu có giống nổi cô không, nhưng cháu vẫn học cô hàng ngày. Mặc dù cháu vẫn chưa hết nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt của cô với bố cháu. Cháu quả là thẳng thắn. Nhưng cô có một câu trả lời chung cho cả hai vấn đề của cháu. Cô khá sành sỏi trong chuyện làm ăn, nhưng người có uy lực lại chính là bố cháu chứ không phải là cô. Nhất là trong cái mối quan hệ mà cháu gọi là đặc biệt ấy. Bố cháu ấy ạ? Ừ. Nhưng cháu thấy chuyện gì bố cháu cũng nghe lời cô mà. Ông ấy làm ra vẻ thế thôi. Trong việc cô về nước và quyết định tái định cư, bố cháu có ảnh hưởng rất lớn đấy. Ông ấy đã làm cho cô hiểu rằng thương trường là không biên giới, nhưng mỗi doanh nhân đều phải có tổ quốc riêng của mình. Bố cháu đã nói câu đó hả cô? Ông ấy không nói. Bố cháu là người ít đại ngôn, nhưng cô đọc được cái ý ấy trong khát vọng tạo dựng một thương hiệu đích thực Việt Nam, đủ sức đứng vững trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Vâng, hình như cháu cũng mong muốn điều đó cô ạ. Ở nhà có gì đặc biệt không em? Ấy chết, tí nữa em quên. Có mấy người đến chơi và có vài cái giấy gửi tới. Để em đi lấy ạ.
Có ai đến, bảo tôi không có nhà nhé. Chị đã nghe cái tên nhà báo Đỗ Hùng bao giờ chưa? Đây là năm địa chỉ mà mày cử tao đến tìm hiểu. Đúng là cả năm người đều là người quen của tụi mình, nhưng chỉ có một người đã sử dụng số mobile mà mày ghi kèm theo tên. Ai thế? Thôi được, tao sẽ kiểm tra lại. Mày tìm hiểu chuyện này để làm gì? Đã hứa là không hỏi rồi cơ mà. Anh Hùng đang đi vắng, mày nên tranh thủ đến với Mai Thủy đi. Đến. Tao đoán chắc là phải về rồi. Những cặp mới cưới cũng không kéo dài tuần trăng mật đến thế. Nói hết cỡ rồi. Dù sao thì cả mày và bà ấy đều là những người hạnh phúc, bởi vì còn có cái để mà lo mất. Mày làm tao sợ. Đừng để ý đến tao. Thôi đi, tao đến tòa soạn, còn mày đến nhà bà Mai Thùy. Đích xác không? Quyết định thuyên chuyển từ ngày nào? Mới tuần trước à? Thôi được rồi, hai ngày nữa cậu cho tôi thông tin chính xác về người thay thế cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Hả? Anh về hôm nào thế? Tôi có đi đâu mà về. Không phải anh vừa đi nghỉ mát về à? Chắc là lại cái nhà chị giúp việc nhanh mồm rồi. Tôi quên không dặn chị ta. Tôi mừng cho anh. Thỉnh thoảng phải làm một chuyến bất thường, đời nó mới có sinh khí anh ạ. Chắc chị nhà vui lắm. Vui. Nhưng tôi thấy anh không vui. Vui làm sao được. Bọn tôi đã quyết định ly dị. Anh không đùa đấy chứ? Thì sẽ đâu mà đùa với cợt. Tôi nói với chú về việc này vì vụ ly dị này có can hệ đến tài sản của công ty Hoàng Kim. Theo luật lệ, tôi phải chia sẻ tài sản với cô ấy. Nhưng ai là người khởi xướng vụ này? Cô ấy. Tại sao? Tôi không biết. Mai Thùy mà cũng dám làm việc ấy à? Rốt cuộc bà ấy muốn gì? Cô ấy muốn tách phần tài sản mà cô ấy được sở hữu ra. Và anh đã đồng ý. Nếu chú thấy có gì rắc rối thì phải cho tôi biết để mà ứng xử cho phải. Rắc rối thì có đấy. Rắc rối lớn nữa. Anh Dĩnh ạ, bởi vì một vụ ly hôn bao giờ kèm theo thủ tục kê biên và chia tách tài sản, sao anh không tự đặt câu hỏi rằng tại sao bà muốn ly hôn, đặc biệt là sau khi đã gặp Đỗ Hùng? Có gì mà chú phải lo lắng thế? Tôi lo cho anh, chứ bản thân tôi thì có chuyện gì. Việc phô bày tài sản của anh ra lúc này là rất bất lợi. Có gì mà phải lo kê biên? Phần tài sản mà Mai Thùy đòi hỏi chỉ là cái xưởng may. Nó quá nhỏ so với khối tài sản đứng tên Hoàng Kim. Xưởng may? Bà cần cái xưởng may để làm gì? Tôi không muốn biết.
Cái xưởng may đó là phần tài sản hợp pháp của tổ hợp may trước khi Hoàng Kim trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tôi đã ký giấy nhận quyền sở hữu cho bà ấy rồi. Như thế, khi ra tòa sẽ không còn vấn đề tài sản nữa. Anh đã ký rồi, còn bàn với tôi làm gì nữa? Nhưng tôi vẫn muốn anh lưu tâm ý nghĩa đằng sau của vụ ly hôn này. Bởi vì vừa rồi tôi mới nhận được thông tin bất lợi. Người của ta ở ngân hàng đã bị chuyển sang làm việc ở bộ phận khác. Lý do? Không rõ lý do. Hai sự cố này xảy ra cùng một lúc. Tôi không thể không nghĩ đến bàn tay của Đỗ Hùng. Hắn biết thế. Tôi sẽ... Nhưng có lẽ cũng không nên hốt hoảng quá. Là vì từ lâu tôi đã không có ý định vay thêm tiền ngân hàng nữa. Cậu không nên nôn nóng như thế. Điều cần nhất bây giờ là đầu ra. Tiêu thụ một lúc hàng trăm ô tô đâu phải chuyện nhỏ. Đầu ra là việc của tôi. Ông lo gì? Tôi lo vì số vốn của tôi đóng góp trong phi vụ này. Vài chiếc xe nếu có thua lỗ cũng không hề hấn gì cả. Hàng trăm chiếc thì ông phải chơi cả. Tôi mới dám đứng ra tổ chức. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm được đầu ra để thuyết phục ông. Còn bây giờ tôi có việc phải đi. Mời cô uống rượu chứ? Không, tôi không muốn uống rượu trong lúc bàn công việc. Ông gọi tôi có việc gì mà gấp thế? Bà Mai Thùy và ông Chu Dĩnh đã quyết định ly dị. Việc ấy thì có liên quan gì đến tôi và ông? Tôi đồ rằng đây là một trò chơi không bình thường. Tôi cần một vài viên đá thăm được. Ông nói rõ hơn đi. Cô có thể tìm một vài người trong số danh sách mà tôi đã đưa cho cô. Cung cấp cho họ những thông tin về vụ ly dị này. Nhớ là phải nhấn mạnh đến chi tiết Mai Thùy đã gặp Đỗ Hùng trước khi đưa ra yêu cầu ly dị với Chu Dĩnh. Sao? Chính bà ấy yêu cầu à? Chính bà ấy. Chiến dịch báo chí này nhằm mục đích gì? Cô sợ à? Không, chỉ là vì lần đầu tiên tôi... Rồi cô sẽ quen dần thôi. Có hai mục đích trong đợt sóng báo chí này. Một là bóc mẽ Đỗ Hùng, vô hiệu hóa những thông tin mà hắn đã sử dụng để chống lại công ty Hoàng Kim. Hai là đánh động để thăm dò mục đích thật của vụ ly dị này. Nghĩa là ông không tin Chu Dĩnh. Thế mà tôi cứ tưởng hai người như một. Đây là những thông tin về bà Mai Thùy và cuộc hôn nhân chênh lệch với ông Chu Dĩnh. Cô cầm lấy và nhà dân thông tin cho đồng nghiệp của cô. Tất nhiên là khi nào tôi yêu cầu và ở mức độ tôi cho là hợp lý. Cô cứ phone cho tôi, tôi sẽ chỉ dẫn cụ thể. Còn việc gì nữa không? Tôi phải về đây. Cô cầm lấy, bồi giữ một phần cho những người làm vụ này, còn lại là của cô.
Tao muốn nhìn bộ mặt thật của mình một tí. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu. Ngốc ạ. Hôm nay cho tao ngủ ở đây, được không? Này, không nói thì không cho ngủ. Ơ? Con này. Thôi, ngồi thẳng lên nghe tao nói đây. Mày đã đến nhà bà Mai Thùy chưa? Tao đến cửa, rồi lại về. Ngại quá. Chuyện này quan trọng đến thế cơ à? Quan trọng là vì bà ấy đã yêu cầu ly dị với ông chồng già. Ly dị? Ai cho mày biết tin này? Mày gọi cho ai đấy? Tao gọi Trần Quyền. À, ông ấy không biết cái gì đâu. Tao tin chắc trong giới báo chí tao là người biết đầu tiên. Thì tao vẫn phải hỏi anh ấy. Tao muốn biết họ đang chơi cái trò gì thế. Họ là ai? Đỗ Hùng và Mai Thùy chứ còn ai nữa. Một người đàn bà không tự nhiên bỏ chồng. Nếu ly dị là hệ quả của việc nối lại quan hệ giữa hai người thật thì sao? Tao sẽ làm cho họ hiểu rằng đùa giỡn với tao là không thể được. Tại sao tao không nên nói cho mày biết? Cũng tại mày, lúc nào thì cũng úp úp mở mở, cứ như buồn mặc giả. Của nợ lại đổ tại người ta cơ đấy. Tiện nghi. Tao hỏi thật nhá. Nếu có một người nào đó muốn lợi dụng vụ ly hôn này để vùi dập uy tín của anh Hùng, mày tính sao? Trò chết. À, vậy là mày đâu có yêu ông ấy. Mày... Khi ông ấy không còn là sở hữu của mày nữa, thì ông ấy có bị nhấn xuống bùn, thân bại danh liệt, cũng không ảnh hưởng gì tới mày, đúng không? Thậm chí còn làm mày hả hê. Thôi thì, dù mày yêu ông ấy, hay chỉ sở hữu ông ấy, tao cũng vẫn nhờ mày một việc. Việc gì? Đến nhà Mai Thùy, kiểm tra thực hư vụ này hộ tao. Không đến. Mày phải đến. Trước hết là để nhìn rõ sự thật. Sau đó, có thể là mày sẽ giúp ông Hùng thoát khỏi cái bẫy đang sắp sập. Sao? Mày vừa nói cái gì? Tao phải tìm mọi cách để lôi bằng được ông Hùng về. Tao cảm thấy... Thế tao... Tao phải làm gì để giúp được anh ấy? Sắp có báo à? Hôm qua cháu không nghe bản tin thời tiết. Việc gì phải nghe? Cứ nhìn thấy cô đến cơ quan sớm là khắc đoán ra thôi. Chú! À, chú Luận này, cháu có một việc hệ trọng muốn nhờ chú. Nói đi. Nhưng mà chú không được hở với ông Chuẩn đâu đấy. Tưởng cô và tay ấy cùng cả. Cháu không đùa đâu. Nếu không cùng cả thì cô đã bị tay ấy đẩy đi như kim chi từ lâu rồi. Chú nhầm rồi. Đấy là do kim chi xin đi, chứ không phải là bị đẩy đi. Tại sao lại xin đi? Nó ghét anh Hùng. Họ cãi nhau to lắm. Lại còn thế kìa. Nói tóm lại là chú có giúp cháu không? Thì cứ nói đi. Cháu cần nhắn anh Hùng về gấp. Chú có biết anh Hùng ở đâu không ạ? Sao lại hỏi tôi? Đỗ Hùng đi Thanh Hóa là do đích thân ông Chuẩn cử đi cơ mà. Từ hôm anh ấy đi, anh ấy có liên hệ với cơ quan lần nào không ạ? Không. Nếu như gọi về công ty mía đường, có gặp anh ấy không chú? Xuống huyện từ đời nào rồi? Ở công ty làm cái gì? À, thế tức là anh ấy có gọi cho chú. Được rồi. Nếu như chú cố tình không giúp cháu, sau này xảy ra sự cố gì, chú hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sự cố gì? Kim Chi đang ốm nặng,
rất nặng thưa chú. Nếu như họ không gặp nhau lần cuối cùng, chú sẽ ân hận suốt đời. Này, vâng, tôi Thủy đây ạ. Vâng, mời anh tới. Dạ, lúc nào cũng được ạ. Tôi ở nhà cả ngày. Vâng, vâng, cảm ơn anh ạ. Nếu chị bận, em xin phép ạ. Ồ, em cứ ngồi chơi. Chị bây giờ còn việc gì để mà bận nữa? Dạ. Chị hỏi thật, em đừng giận nhé. Tại sao em lại nghĩ tới chuyện đến thăm chị? Bởi vì chị là bạn cũ của anh Hùng. À, chị cũng nghe Nguyễn Chuẩn nói em là bạn gái của anh Hùng. Là vợ sắp cưới của anh ấy á. Nếu chị nghĩ sống với anh Hùng thì có hạnh phúc, sao trước kia chị lại... Mỗi người một số phận. Trời cho cái gì thì mình nhận cái ấy. Mọi sự đã an bài, cũng không nên xét nét quá khứ làm gì nữa em ạ. Chị nói dối. Sao em lại nói thế? Chị phải tự hỏi mình chứ. Chúng ta đều là phụ nữ, nên em hiểu rõ như chị là không dễ dàng quên anh ấy. Có lẽ có sự nhầm lẫn mất rồi. Em không nhầm, bởi vì người ta nói với em rằng chị sẽ ly hôn. Chị ly hôn để làm gì nếu không phải là để... Kim Chi! Cô có vẻ là người có khả năng đoán trước được sự việc đấy nhỉ. Khi chúng tôi đang ở xa, cô đã đến đây. Và kỳ lạ là lúc đó chính Chu Dĩnh còn chưa biết tôi sẽ yêu cầu ly hôn. Có lẽ nào lúc đó cô cũng đến với những câu hỏi tương tự mà cô vừa thốt ra đây. Nghĩa là việc chị ly hôn là có thật? Tôi không rõ vì sao cô biết việc này nhanh đến thế. Nhưng có một điều chắc chắn rằng việc chúng tôi ly hôn không liên quan gì đến Đỗ Hùng cả. Nếu cô yêu anh ấy thật lòng thì đừng đánh giá anh ấy thấp đến thế. Chị... Tôi lại có khách mất rồi. Đây là ông luật sư đến giúp tôi làm thủ tục ly hôn. Nếu cô rảnh thì cô ngồi đây để biết thêm thông tin về sự cố này. Còn nếu cô bận thì... Dạ. Mời ông vào. Dạ. Chào ông. Chào cô. Xin phép chị. Xin mời ông ngồi. À, xin lỗi, ông chờ cho một lát ạ. Vâng. Kim Chi. Chị xin lỗi. Chị em mình sẽ nói chuyện với nhau sau em nhé. Cho chị gửi lời hỏi thăm anh Hùng. Dạ.